Thứ nhì, đó chính là thông tin liên quan đến sàn Kraken sẽ hỗ trợ mạng lưới Lightning Network của Bitcoin năm 2021. Thì những bài nào mà không rành á, thì Bitcoin là một cái mạng lưới mà gọi là mạng lưới tầng 1. Thì ở bên trên Bitcoin có nhiều mạng lưới, một trong những mạng lưới mà nhiều người biết đó chính là mạng lưới Lightning Network. Đây là một mạng lưới mà có thể cho các bạn có cái khả năng mà giao dịch rất là nhanh, phí rất là rẻ. Đây là một cái thông tin mà rất nhiều người nói tới những năm như là 2018, 2019, nhưng mà trong năm nay hầu như là rất ít ai quan tâm đến. Tại vì các bạn thấy là cái sự suy nghĩ của nhiều người về Bitcoin là gì đó đã thay đổi. Bây giờ nhiều người coi Bitcoin là một cái loại vàng điện tử, một cái công cụ tài chính hơn là một cái mảng đầu tư dùng để mà thanh toán. Thì các bạn thấy được là chúng ta có thể dùng Bitcoin để mình thanh toán ở một số nơi, nhưng mà rất là bất tiện. Các bạn thấy được là ngay cả khi mà dùng mạng lưới Lightning Network thì cũng sẽ là rất là bất tiện. Các bạn thấy là chúng ta sử dụng đó, thì nếu như mà ở Hoa Kỳ đi, các bạn sử dụng Bitcoin mua ly cà phê đi, thì các bạn cũng phải đóng thuế nếu như các bạn có lời. Tại vì khi mà các bạn mua đó thì coi như là các bạn bán Bitcoin, và nếu như mà Bitcoin bán mà có lời thì phải đóng thuế. Đây là cái luật của iOS thời điểm hiện bây giờ, là cục thuế ở thời điểm hiện bây giờ. Cho nên các bạn thấy được là sẽ có rất ít người muốn sử dụng Bitcoin của mình trong đời sống hàng ngày, tại vì rất là phiền phức. Cho nên vì lý do đó tôi cũng không có coi trọng cái thông tin là sàn Kraken sẽ hỗ trợ mạng lưới Lightning Network, tại vì chúng ta đã qua cái thời kỳ mà phần lớn mọi người coi Bitcoin như là một cái mảng thanh toán, một cái công cụ dùng để mà sử dụng cho đời sống bình thường. Các bạn thấy được là càng ngày thì Bitcoin càng trở thành một vàng điện tử. Đây ít ra là cái thông điệp mà những giới đầu tư muốn gửi đến cho mọi người. Cho nên các bạn thấy là về việc Bitcoin có được sử dụng rộng rãi hay không, trên căn bản không có ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin. Các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục tăng trưởng và giá cả trong vòng 3 năm qua. Mặc dù là các bạn thấy được là chúng ta không có những cái thông tin là Bitcoin sẽ được chấp nhận và sử dụng rộng rãi. Mặc dù là các bạn thấy là cái sàn BAT, cái sàn mà có những hợp đồng với những cái công ty như là Starbucks, thì ngay cả cái sàn BAT, khi mà có những hợp đồng đó thì những người mà sử dụng sàn BAT cũng không có nhiều hứng thú là sẽ sử dụng Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì họ sợ vì thay thuế. Tại vì họ nghĩ Bitcoin là một cái mảng đầu tư như là vàng, cho nên họ không muốn sử dụng trong đời sống bình thường. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta nhìn vào cái thông tin trên những mạng lưới đi, thì chúng ta đương nhiên đang trong cái thời kỳ rất là hưng phấn. Thường cũng không muốn làm cho các bạn hụt hứng, nhưng mà Thuận thì muốn chia sẻ thêm một số những cảm nghĩ của Thuận về tình hình bây giờ. Nếu như các bạn hỏi Thuận là điều gì làm cho Thuận lo lắng nhất thời điểm bây giờ, đó chính là chúng ta trước hết là chưa có một cái đợt điều chỉnh nào gọi là điều chỉnh thật sự hết. Điều chỉnh thật sự có nghĩa là phải điều chỉnh lên tới 20-30%. Thì bạn thấy được là nếu như Bitcoin ở cái mức là 22.000 đô mà điều chỉnh 30% thì Bitcoin sẽ xuống tới cái mức là chỉ còn có 15.400 đô mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn chưa thấy một cái đợt điều chỉnh mạnh. Đây là điều đầu tiên. Đợt điều chỉnh sẽ có, chúng ta không biết là sẽ điều chỉnh đến mức nào hay là khôi. Nhưng mà tại vì khi mà điều chỉnh xong đó, thì Bitcoin có thể là có cái cơ hội tăng trưởng kế tiếp. Cho nên khi mà điều chỉnh xong thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục con đường tăng trưởng trong đợt này. Nhưng mà điều chỉnh là điều rất là khó tránh. Cho nên các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý là Bitcoin ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể đã bị rớt 30%. Các bạn đã từng thấy cái điều đó xảy ra năm 2017, khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ của năm 2017 đi. Trong cái năm tăng trưởng đó, rất nhiều đợt đã bị điều chỉnh 25-30%. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa cũng là liên quan đến điều chỉnh, đó chính là liên quan đến là các bạn thấy được là thời điểm bây giờ thì cái số lượng người mà có lời là gần như là 100%. Có nghĩa là bất cứ ai mà đầu tư vào Bitcoin đã có lời rồi, có nghĩa là cái cơ hội chốt lời rất là cao. Các bạn thấy được là bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến rất nhiều người cảm thấy là họ đã thỏa mãn với cái phần mà họ lợi nhuận. Có thể là họ bán hết Bitcoin, hay là họ sẽ móc một phần của Bitcoin. Dù sao đi nữa, khi mà các bạn thấy là giá cả nếu mà đột ngột bị điều chỉnh giả sử là 15%, 20% đi, thì có thể dẫn đến sẽ điều chỉnh sâu hơn rất là nhanh. Tại vì quá nhiều người bây giờ đang có lời, khi mà họ lo sợ mà họ muốn giữ phần lời của mình thì họ sẽ bán ra. Khi mà họ giá xuống thì càng bán sẽ càng đẩy giá xuống. Cho nên cái phần trăm mà mọi người có lời bây giờ quá cao. Đây không phải là một điều tốt đối với Thuận. Thuận thì muốn thấy cái phần trăm mọi người có lời đã giảm xuống dưới 9%, thì Thuận sẽ cảm thấy là an tâm hơn. Và đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin hiện bây giờ để xem coi là những ai mà đang giao dịch, thì các bạn thấy là nhiều dẫn chứng cho thấy được là phần lớn bây giờ những người mà hoạt động trên thị trường, những người hoạt động trên sàn giao dịch đó, phần lớn là những nhà đầu tư riêng lẻ. Thì trước hết chúng ta nói về Miners Position Index đi, coi là những thợ đào động tĩnh như thế nào. Thì các bạn hãy chờ cái biểu đồ này. Thì các bạn thấy được là biểu đồ này là cho chúng thấy được nếu như mà trên con số 2 đó thì có nghĩa là thợ đào đang có động tĩnh bán. Và các bạn cũng nên biết là khi mà Bitcoin tăng giá mà thị trường đang trong cái thế mạnh đó, đó chính là những lúc mà thợ đào rất là thích để mà bán. Tại vì họ thích bán khi mà thị trường mạnh, họ thích là bán cái lúc mà họ biết là bán ra thì giá sẽ không đi xuống, tại vì họ muốn bán kiếm lời. Cho nên khi mà Bitcoin lên đó chính là lúc mà thợ đào muốn bán. Thì chúng ta nhìn vào tình hình đi, thì các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì cũng có thêm những cái thợ đào nộp tiền vào những cái sàn giao dịch. Bây giờ các bạn thấy được là cái tỷ lệ là 1,7, gần như là tỷ lệ 2. Khi mà chúng ta qua khỏi con số 2 đó, bây giờ là 1,7. Cái nghĩa là thợ đào là đang bán. Chúng ta thấy được thợ đào vẫn bán bây giờ, nhưng mà không có coi như là bán cao. Bây giờ là cái phần trăm bán của thợ đào vẫn là dưới cái mức gọi là cao, nghĩa là dưới cái số 2. Chúng ta hãy tiếp tục nhìn xem coi là ngày mai chúng ta có thêm những dấu hiệu là những thợ đào đang ào bán hay là không. Và thợ đào bán không hẳn là chuyện xấu đâu các bạn. Nhiều khi nghĩ là thợ đào bán làm cho giá đi xuống. Đúng, nếu như có người bán thì đương nhiên là làm ảnh hưởng tới giá cả. Nếu như mà cái nguồn cung nhiều mà nguồn cầu không đủ thì giá sẽ đi xuống. Nhưng mà nhìn vào một cách nhìn khác đó, thợ đào đó họ chỉ bán khi họ cảm thấy là thị trường đang rất là mạnh. Khi mà bán ra sẽ không làm ảnh hưởng tới giá, cho nên họ mới có thể bán để mà bán được với giá cao để họ kiếm lời. Cho nên đây là một cách nhìn khác về việc thợ đào bán. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái thông tin khác, đó chính là chúng ta nhìn chung đi. Thì Bitcoin ngày hôm qua cho tới bây giờ thì cái số lượng Bitcoin được nạp vào rút ra đó tính trong cái sàn giao dịch là bao nhiêu. Thì chúng ta nhìn vào tổng số đi vào và đi ra, thì các bạn thấy được là tổng số đi vào nghĩa là inflow á, cho Bitcoin đó. Thì các bạn nhìn vào cái thời điểm trong vòng thời gian ngắn này đi, thì cái số lượng Bitcoin đó được đưa vào trong ví đã cao một chút là 75.000 Bitcoin. Và chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin được rút ra đó, thì để zoom vào để thấy rõ ràng hơn, thì cái số lượng Bitcoin rút ra là 68.000 Bitcoin. Có nghĩa là cái số lượng đưa vào vẫn nhiều hơn là rút ra. Có nghĩa là chúng ta bây giờ lại thấy thêm nhiều Bitcoin trên những sàn giao dịch. Đương nhiên giá cả lên thì sẽ có nhiều người muốn đưa lên trên sàn để mà bán khi mà họ thấy giá thích hợp. Cho nên đây là cái tình trạng mà các bạn thấy được là Bitcoin có thêm ở trên những sàn giao dịch, khác với lại những tình trạng các bạn thấy là tuần trước đó. Đây là cái tình hình liên quan tới Bitcoin được đưa vào và rút ra. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn chung về cái tình hình của Bitcoin, của những cái ví lớn đi, những cái ví mà của cá voi, thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào outflow và inflow. Thì các bạn thấy được là những cái ví lớn đó, 10 cái địa chỉ ví lớn của cá voi gửi vào sàn đó, là tổng cộng là các bạn thấy được là 36.000 Bitcoin tổng cộng ngày hôm qua. Và chúng ta nhìn vào tình hình của outflow, cái số lượng rút ra từ những ví lớn đó là 31.000. Thì các bạn thấy được là giữa là 36.000 là nạp vào với 31.000 rút ra, thì chúng ta vẫn thấy là cái số lượng Bitcoin được đưa vào vẫn là nhiều hơn là rút ra từ những cái ví lớn. Có nghĩa là chúng ta thấy thêm một số những cái hoạt động của những cái cá voi. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm đi, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tổng số được đưa ra và tổng số được đưa vào. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tổng số được đưa vào đi, thì các bạn sẽ thấy là tổng số được đưa vào Bitcoin đó, ngày hôm qua là 75.000. Trong 75.000 Bitcoin đó là đến từ những cái ví lớn là khoảng chừng 36.000. Có nghĩa là chúng ta thấy là khoảng chừng là gần như 50% là cái số Bitcoin đến là từ những cái ví lớn. Coi như là cũng tương đối là trung bình. Các bạn nhìn vào một cái thông tin khác nữa là tổng số được rút ra. Thì tổng số được rút ra đó là 68.8 ngàn, như tôi mới vừa nói. Thì chúng ta nhìn vào những cái ví lớn đó, 10 cái ví lớn, thì tổng số rút ra tổng cộng là các bạn thấy được là 31.000. Thì coi như là cũng gần 50%. Coi như bây giờ là 50% hoạt động trên sàn là đến từ những cá voi. Và chúng ta nhìn thêm một thông tin nữa, đó chính là cái tỷ lệ cá voi ở trên những cái sàn giao dịch. Thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn kỹ hơn, thì cái đường màu đen là cái giá của Bitcoin và cái đường màu đỏ là hoạt động của những cái cá voi. Thì các bạn thấy được là whale ratio, tỷ lệ cá voi đó, thì đã có một sự tăng lên. Tuy nhiên cũng không có mạnh như là cái thời điểm là ngày 12 tháng 12, nhưng mà từ hôm qua tới bây giờ cũng có một cái sự tăng trưởng, có nghĩa là cá voi hoạt động nhiều hơn một chút. Cái tỷ lệ bây giờ là 0,48, có nghĩa là 48% hoạt động là đến từ những cái ví lớn, những cá voi. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái thông tin khác nữa, đó chính là tổng số lượng Bitcoin ở trên sàn thì như thế nào. Chúng ta nhìn theo cái thời điểm là từ năm 2018 tới bây giờ đi, thì các bạn thấy là rất rõ ràng là khoảng chừng là tháng 10 năm 2019 á, thì cái số lượng Bitcoin trên sàn đã từ từ đi xuống. Tuy là chúng ta thấy là trong vòng cái thời gian một ngày qua thì có thêm một số Bitcoin được đưa lên trên sàn, nhưng mà đây không phải là cái tình trạng mà chúng ta thấy trong một năm qua. Phần lớn một năm qua là các bạn thấy là cái xu hướng là Bitcoin càng ngày càng hiếm dần ở trên những cái sàn giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Khi mà Bitcoin cái đường màu đỏ này đi xuống trên những sàn giao dịch đó, nghĩa là cái số Bitcoin càng khan hiếm, dẫn đến là giá cả càng ngày càng tăng trưởng, tại vì nguồn cung ít, nguồn cầu nhiều thì giá sẽ tăng lên. Đây là cái tình hình liên quan đến bao nhiêu Bitcoin trên sàn. Cái xu hướng bây giờ vẫn là trên xuống đi xuống nha các bạn, không phải là đi lên. Chúng ta chỉ thấy là giá cả tăng thì có thể dẫn đến là có một số những người mà có số lớn Bitcoin không muốn bán một phần. Nhưng mà phần lớn cái xu hướng vẫn là càng ngày Bitcoin càng được thu mua và được đưa ra khỏi sàn. Xu hướng đó không thay đổi. Và chúng ta nhìn thêm một thông tin nữa, đó chính là các bạn thấy được là hoạt động của những cái ví đó, cái số lượng ví hoạt động này như thế nào. Thì chúng ta nhìn vào inflow và outflow, cũng tương tự chúng ta nhìn vào là gửi vào và lấy ra. Thì cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là đây là bao nhiêu Bitcoin được đưa vào những cái sàn giao dịch tính theo cái số lượng ví. Thì chúng ta thấy được là nếu như mà chúng ta thấy cái động tĩnh của những nhà đầu tư riêng lẻ nhiều đó, những cái đường màu đỏ phía dưới này sẽ tăng lên. Tại vì các bạn thấy được là cái số lượng ví nhiều thì nó sẽ tăng lên. Nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là cái số lượng địa chỉ ví dùng để nạp vào sàn đó thì cứ đi xuống và đi xuống, có nghĩa là càng ngày thì cái số lượng người ở trên sàn đó mà hoạt động đó là càng ít đi, và phần lớn những cái hoạt động trên sàn là đến từ những người mà coi như cũng có một cái số lượng lớn Bitcoin chứ không phải là những người mà có ít Bitcoin. Có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái thời điểm là có rất nhiều nhà đầu tư riêng lẻ đang nạp tiền vào cho những sàn giao dịch hay là rút ra cho những sàn giao dịch. Các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà rút Bitcoin ra đó ngày lại càng đi xuống. Thì tóm lại các bạn thấy là cái tình hình bây giờ chúng ta ngày hôm nay thì thấy là có thêm một số những động tĩnh là những thợ đào bán. Điều đó cũng chưa hẳn là xấu. Điều đó nghĩ là thợ đào cho là thời điểm này là thời điểm thích hợp để mà bán, tại vì thị trường này rất là mạnh. Thứ nhì là chúng ta thấy được là hoạt động của những cá voi thì tăng lên một chút. Bây giờ khoảng chừng phân nửa hoạt động trên những cái sàn giao dịch đã đến từ những cá voi. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba là các bạn thấy được là chúng ta vẫn không có dẫn chứng là có những nhà đầu tư riêng lẻ hoạt động nhiều trên những sàn giao dịch. Dẫn chứng là cái số lượng địa chỉ ví mà nạp vào và rút ra đó thì càng ngày càng đi xuống chứ không phải là đi lên như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thế nên những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay, Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.